Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nghĩa. Thì hôm nay là team tụi mình cũng hẹn nhau rất là sớm và đi một cái chợ. Chợ đầu mối. Chợ cũng là một cái chợ đó, là cũng là chợ đầu mối nữa. Nhưng mà là chợ đầu mối Thủ Đức. Chợ đầu mối Thủ Đức. Ở đây là chuyên về trái cây với rau củ. Đúng rồi. Rất lớn luôn á. Và bây giờ thì mời cả nhà theo chân tụi mình sẽ quay về cái khu chợ ở đó, hoạt động ở chợ đầu mối ha. Ở chợ đầu mối cho cả nhà mình xem nha. Dạ, bây giờ xin mời cả nhà cùng khám phá chợ đầu mối Thủ Đức nha. Cả nhà thì bây giờ mình sắp tới chợ đầu mối nông sản Thủ Đức rồi nha. Ở đây là cái phía ngoài quốc lộ. Đó. Đó không? Em quay đó thì chữ là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Đây là phía ngoài ha. Đây là tập trường thôi, là thấy người ta đã nhóm người ta bán rồi. Có giờ đó là cái biểu tượng của chợ đầu mối đó, đặc biệt của Đức đó cả nhà. À, chợ đầu mối của Đức 0:23. Thì khác với chợ đầu mối Bình Điền nha cả nhà ơi. Tại vì á, chợ đầu mối Bình Điền là hôm qua mình đi tầm 1-2 giờ sáng là đã đông rồi. Lúc đó là người ta lên hàng xuống hàng rất là nhiều luôn. Còn ở chợ này á, thì hồi nãy nghe á, mấy cô kia nói á, là gần sáng mới đông. Nhưng mà đỡ đông cũng được. Tại vì đông quá mình chen không có được á, mình không có quay được cho cả nhà mình xem á. Mình sẽ quyết định là sẽ đi từ cái đầu chợ luôn. Rồi mình sẽ quay cho cả nhà mình xem từ đầu tới cuối chợ luôn nha. Dạ, đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ha. Mặt hàng chính đó chính là trái cây và rau củ. Đúng rồi. Rồi bây giờ thì xin mời cả nhà cùng theo tụi mình vào trong khám phá nha. Rồi, cả nhà thấy không? Đây là cái đồng hồ. Đúng rồi, mà chạy đúng giờ luôn nha. Hiện tại là bây giờ là 12:53. Đó, bây giờ mình sẽ quay một vòng ở đây là trước đây những xe container xuống hàng rất là nhiều ha. Mình thích đi khám phá trải nghiệm vậy luôn á cả nhà ơi. Không có quay chúng. Đây cái xoài này là mình rất là thích ăn luôn, trong tất cả các loại xoài luôn.
mình kêu cha với mẹ mình trồng cho mình một cây xoài vậy luôn á, mà mới trồng nó chưa có ra trái, nó mới nhúng à. Mình đi thẳng luôn đi. Rồi tới ngã tư á, cái thì mình coi thế nào, cứ đi. Đây mít nè, đi ngang qua sạch mít thì thơm mùi mít. Thank you.
vời luôn. Hành nó rất là hăng ha. Đúng rồi, tại vì mới vừa đi ngang nguyên một cái sạp hành nè. Thì ở đây sản xuất hành á, nồng. Cái mùi hành nó hăng quá. Đây cả nhà ơi, vừa rồi thì tụi mình đã từ ở ngoài đâu đây ha, Hồng Thắm, đúng rồi, từ cái này là đây là ngoài cổng ha. Còn vừa lúc nãy là mình đi là ngay chợ A à. Thì đã đi từ đầu rồi, quay cho cả nhà mình xem rồi, thì bây giờ sẽ tiếp tục hành trình là đi tiếp theo. Hồi nãy thì chợ phía trong mình không biết, chắc chợ B quá Hồng Thắm ơi. Hồi nãy là mình vừa mình quay một vòng thì thấy là như cả nhà cũng nhìn thấy đó, là rất là nhiều các loại trái cây ha. Đây cũng là, đúng rồi, ở đây cũng là bán sỉ luôn. Và phía sau thì ở đằng trước thì trái cây, ở phía sau thì bán rau củ quả. Thì bên đây là có một cái bãi dưới xe nè, thì mình đi cặp xe phía bên hông. Theo mình thấy thì tương đối là cũng tấp nập người khách hàng lẫn người bán. Và như được những lời của cô trong chợ nói là tầm gần sáng thì chợ nó sẽ đông hơn. Còn bây giờ thì là mới nhóm chợ lên thôi. Đó. Đây là quang cảnh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ha. Đây. Đây là phía trong cái khu A. Bây giờ mình sẽ qua bên đó, chắc là ở khu B đó. Theo cả nhà ha. Đây là cái quang cảnh phía bên ngoài nè. Đây là cái đống rác cũng rất là lớn về đó, có người đã xúc tới nè, nói người ta sẽ mang rác đi để xử lý. Rác đây đa phần là cái những cái lá cải, những cái cuốn trái cây thôi. Đúng rồi. Một buổi sáng rất là tấp nập ha. Đi xong chợ A đó, còn phía bên tay trái là chợ B. Đó, chợ B này thấy không? Đi dọc ra đây cho cả nhà được xem cái quang cảnh ở phía ngoài này ha. Thì cái hai cặp bên chợ A và chợ B thì là có một cái lằn đường để mà xe tải xuống hàng đó. Sự nhộn nhịp ha, của cái chợ đầu mối, những người mà mua bán và lại tấp nập. Rồi bây giờ mình vô chợ B ha. Cá chợ B, đúng rồi, theo dự đoán của mình là chợ B. Giờ mình băng qua đi. Rồi xe.
vào trong một vòng cho mọi người được tham quan. Tương đối rất là rộng nha. Vô đây thì rau củ quả quá nhiều luôn.
tay trái của chợ ha, từ cái hướng mà từ chợ nhìn ra ngoài đường quốc lộ nè. Thì bên cặp bên này thì có rất là nhiều người ta bán đồ ăn bên mé bên đường bên kia đó, rồi cũng có nhiều xe tải đậu dọc theo cái đường để đi vô này, có thể là xuống cái nhà thấy không, rất là đông. Ở đây là chợ B nè, chợ A mà đi rồi, đây là chợ chợ B. Có lộn ngày đi mua đồ má, là mua đồ con chết mẹ luôn trời. Xuống dưới xem ha, đây có bán chuối quá trời nè. Mình cũng rất là thích trải nghiệm như thế này, và cũng sẵn là chia sẻ với cả nhà mình, cho cả nhà mình được xem chợ của thành phố mình. Đó, rất là đông, rất là bạn mua máy rất là nhiều. Đây, ở cái khu này cũng có rất là nhiều xe container đậu để lên hàng xuống hàng, cũng là một cái bãi xe để lên hàng xuống hàng á cả nhà. Cả nhà thấy không, khi mà mình quay nó rất là bao la luôn á. Rộng quá ha. À, mình đang đi cái hướng này là ở phía sau khu B, chợ B đó Hồng Thắm. Đó, cái này là cũng cái đường hồi nãy mình có thể ra được rồi, thấy không? Ở phía sau này nè, phía sau này nè, xe container rất là nhiều luôn. Xe phải xe container xuống này hàng trăm chiếc á, trăm hàng ngàn chiếc luôn á. Ở đây là nó phía sau, là sau cùng của chợ đầu mối Thủ Đức rồi. Giờ này thì theo mình nghĩ là mọi người mới vừa nhóm chợ cho nên là cũng chưa có đông lắm ha, nhưng mà người ta tấp nập rất là nhộn nhịp. Đây nè, đó, bắp cải rồi cải Đà Lạt rồi. Không. Dạ không. Dạ không. Đó. Rồi cà rốt, rồi hành tây, hành tím, ngò. Rất là nhiều loại rau củ ha. Hồi xưa là khi mà đi chợ sớm vậy nè, là chỉ có khi mà nhà có đám tiệc gì đó là ở nhà mình á, mẹ hoặc là bà á. Có lại dưới quê không hả? Đúng rồi, ở dưới quê á. Là đi cái chợ sớm vậy nè, vui lắm. Rồi đi theo nè ha, còn chờ nữa. Đâu phải là đi đúng cái giờ đâu, phải thức sớm ăn canh chờ được đi. Đó là ở dưới quê mình á, mình đúng đi rồi, đó là chợ quê thôi. Nhưng mà người ta bán sớm ha. Đúng rồi, nhưng mà ý là cái đi cái giờ này lại cảm giác nó như vậy á. Đúng rồi. Hiện tại là mình đang đi chợ Đầu Mối. Chợ Đầu Mối thì có lẽ là sẽ bán sỉ nhiều hơn. Đó, những cái tiểu thương người ta nhiều vựa Nga Lê Rút nè, vựa Hưng Yên nè, nói chung là cũng nhóm lên. Đúng rồi, đây là trong khu chợ B. Đây, ông Cẩm ơi, giờ mình tới cái chỗ này nè, tức là cái đoạn cuối của chợ Đầu Mối. Đây, tụi mình là đang đi tới cái đoạn cuối của chợ Đầu Mối nè. Ngoài kia tuốt bằng kia là quốc lộ, hồi nãy mình tới cái đoạn đầu tiên là chợ A, chợ B, và hiện tại mình đứng ở đây là cái điểm cuối, là điểm cuối của chợ B, là coi như là mình một vòng mình đã tham quan chợ Đầu Mối.
vô thôi để lên hàng xuống hàng ra vô. Đây cái cặp bên này nữa à, cho cả nhà xem cái hướng này, cho này cho nó ra ngoài, đi theo cái hướng này ra ngoài nha cả nhà, luôn là ra ngoài quốc lộ luôn. Giờ này cũng cái này là cũng chưa có đông đúc lắm ha, nhưng mà thấy mọi người rất là tấp nập. Cái này theo theo nghĩa nghĩ là giờ này người ta chớp chợ thôi. Hồi nãy lỡ ăn tô bún non quá. Cái khoảng là thời gian mà đông đông là tầm gần sáng. Không khí mà khi mình đi chợ như thế này thì nó là mình rất là nhớ những cái nhiều cái kỷ niệm ha. Đúng rồi. Đây là mình đi phía bên lề của chợ, khu chợ B. Được kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Cảm ơn và chào tạm biệt.